I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. Xin chào các bạn, trở lại với kênh Nhà Mới TV. Rất vui được gặp lại các bạn trong video mới lần này. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về căn nhà mà Nhà Mới TV thi công trọn gói tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là một căn nhà, nhà dạng nhà phố chúng tôi xây dựng vừa hoàn thiện xong. Một số thiết bị vẫn còn chưa lắp đặt xong thì tôi tranh thủ review lại để các bạn cùng tham khảo. Đây là mẫu nhà dạng nhà phố mà mặt tiền kinh doanh nha các bạn nha. Diện tích đất là đến 127m2 thì gồm có sân trước là cái nhà này nè. Nhưng mà họ sử dụng thành cái nhà luôn. Và khu nhà ở trong và sân sau. Chúng ta cùng tham khảo qua cái công năng của căn nhà này. Đặc biệt là nếu như các bạn có quan tâm về bản vẽ thiết kế của căn nhà này dạng 2D thôi nha, thì hãy để lại email ở phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho các bạn để tham khảo. Và bây giờ chúng ta cùng xem công năng của căn nhà này nhé. Xin mời các bạn. So if I shake it for my own, you said just keep going. Đây là căn nhà nằm trên cái trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phần mặt tiền căn nhà này chúng tôi làm hai lớp cửa, cửa cuốn và cửa kéo bằng nhôm để nó an toàn hơn. Cái ý định của chủ nhà này là họ muốn mặt tiền để kinh doanh và tận dụng hết cái không gian này. Cái khoảng sân trước này nè các bạn, được khoảng tầm 50m2. Như các bạn thấy là ở đây họ đã để một chiếc ô tô rồi thì nó rất là rộng rãi nha. Nếu như những cái nhà nào mà mặt tiền mà đất dài, các bạn nên tận dụng cái không gian để chúng ta kinh doanh. Nhiều khi chúng ta buôn bán hoặc làm văn phòng thì rất là tiện. Ở phần này thì chúng tôi có xây cổng, xây tường. Và cái phần trên này nè các bạn, là chúng tôi bắn bằng alu cho nó đẹp. Cái đó thì chưa gỡ ra nên nó còn những cái này là các bạn. Để chúng tôi khi nào thi công xong là phải gọn hết luôn cho nó đẹp. Là thi công trọn gói cái nhà này với giá 5,5 triệu, 1m2 hoàn thiện đó các bạn, 5,5 triệu. Ở trên này thì trần thạch cao thì chúng tôi đóng là trần thạch cao thả. Và đây thì ốp cái dạng gạch mà gạch sân để nó có cái độ bám dính đó các bạn. Tại vì chúng ta kinh doanh và để xe, nếu mà lót gạch kia nó trơn lắm. Mời các bạn cùng tham quan phía trong nhà này nhé. Ở đây phần xây dựng thực tế của căn nhà này là 60m2 nha các bạn. Thực tế xây dựng một lầu một trệt thì cái khoảng này nó vẫn nằm ở ngoài sân nè. Thì chúng tôi có để một cái bậc cấp như vậy để phân biệt ra, để trước là họ kinh doanh, họ để đồ đạc. Nhà này ở tại Bình Dương, mặt tiền nên vị trí rất là đẹp để kinh doanh. Chủ nhà họ muốn tận dụng cái phần này trước. Còn đây mặt tiền thì chúng tôi xài là cửa. Này là cửa sắt giả gỗ nha các bạn, cửa sắt giả gỗ. Bên hông này thì cái này nè, xây ra để đỡ cái phần 1m2 tường lồi ở trên đó các bạn. Đó. Thì ở đây thì cũng có làm cái phần lõm tường này, nó có cái điểm dấn cho căn nhà. Phần căn nhà này xây dựng hoàn thiện chúng tôi làm là 3,5 tháng và vừa mới xong nên chuẩn bị bàn giao, thì tôi review lại để các bạn xem và tham khảo. Đây chúng ta cùng tham quan cái phòng khách đây. Căn nhà này các bạn, cái phòng khách này là diện tích đất là ngang 4m2 thì khi xây lọt lòng nó còn 4m. 4m là nếu như cái tường 10 các bạn, là nó 4m. Còn bên này tường này chúng tôi làm tường 20. Đó. Cái khoảng này nó khoảng tầm 4m8, cho nó 5m đi là 20m2. Ở đây thì cái tông màu họ chọn là màu xám trắng, chúng tôi làm xám trắng. Và đây là gạch ốp tường cho nó cao lên vậy nè, cho nó sạch sẽ. Trên này trần thạch cao thì chúng tôi đóng đơn giản thôi, theo ý thích của chủ nhà. Tại vì thay xây nhà trọn gói thì phải theo chủ nhà họ muốn như thế nào mình làm theo vậy thôi. You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we tried to hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words that come together, a story that we never told. So if I shake in for my own, you said just keep holding on.
ở cái phòng khách này nè các bạn, với cái tông màu này. Và chúng tôi đặc biệt ở những cái căn nhà khác á, thì sẽ dán tranh và dán ảnh á, rất là nhiều, nhưng mà ở đây chủ nhà họ không muốn, họ có thể là ở đây nè. Nếu như các bạn có nhu cầu sau này á, có thể làm được ở đây một cái khung tranh gỗ để dán giấy dán tường hoặc tranh 3D lên thì cũng đẹp, nhưng mà tùy theo sở thích thôi. Nhưng mà anh chị chủ nhà đây thì họ muốn để như vậy đó, rồi sau này tính sau, tại vì nhà cũng vừa hoàn thiện xong. Bên cạnh này là chỗ này, các bạn có thể thấy là chúng tôi có bố trí cái bậc tam cấp này rất là đẹp nha. Phần này là phần gạch nè, còn đây là gạch giả đá đó. Cũng đã lắp đặt các cái ổ cắm để sau này chúng ta để tivi, nhìn rất là dễ thương đó các bạn, ấn tượng lắm. Tôi không phải là làm nhà, tôi làm cho khách hàng xong rồi tôi khen đâu, nhưng mà nó cũng đẹp mà, đúng không ạ? Nếu các bạn xem qua. Kế tiếp đây là phần cầu thang. Phần cầu thang này khổ là 2m2 nha các bạn, đã được chúng tôi là ốp bằng đá hoa cương, mặt dựng đá hoa cương và mặt này hoa cương hết luôn nha các bạn. Đây là căm xe, tay vịn bằng căm xe và kính cường lực, gọn gàng lắm. Cái tông màu, tôi nói ở đây là tông màu chủ nhà họ thích hiện đại, nên họ muốn là cái màu này hết. Sau này á các bạn, hoặc là nói thẳng là chủ nhà họ có thể là cân đối sau, họ muốn dán hoặc làm cái gì đó cũng được. Ở phần này nè các bạn, ý đồ cái phần lõm này là khi xây lên á, là sau này hoàn thiện thì chủ nhà sẽ làm thêm một cái tủ rượu âm tường ở đây, cũng đẹp lắm á. Nhưng mà phần này thì chúng tôi không làm, chủ nhà làm, nên là họ làm xong hoàn thiện chúng tôi giao nhà vào làm xong. Còn đây là cái khoảng không để bếp, rộng rãi lắm. Chỗ này được tính từ cái phần cầu thang đó các bạn, là đến đây này, là được đến 5m, là chỗ này đến 20m2, rộng rãi lắm. Phần thi công này, phần bếp là chủ nhà họ muốn tự đóng tủ bếp, và trên cái giá đơn giá 5,5 triệu là chúng tôi không có làm tủ bếp, và họ có người quen làm nên họ sẽ tự làm phần này. Tôi muốn nói thêm đây này, ở đây nè các bạn, đây là gạch giả đá khổ 80 rất đẹp nha. Ở đây chúng tôi lắp đặt hết rồi. Đây là những cái vật dụng mà chúng tôi sử dụng trong nhà này vẫn đang còn gọn, chưa có gọn gàng, các bạn thông cảm nha. Nếu như các bạn coi những cái căn nhà hoàn thiện á, nó đã lên bếp rồi rất đẹp, nhưng đây là căn nhà thực tế đang xây dựng thì các bạn có thể hình dung ra. Trên này thì trần thạch cao chúng tôi đóng cái dạng hiện đại, thì chỉ có đi chỉ và cái len màu của cái màu ghi các bạn, để cho nó nổi cái trần thạch cao và có gắn đèn. Khoảng không gian bếp này rất rộng. Ở đây là chúng ta có thể để được bộ bàn ăn. Cái bếp này rất rộng nha các bạn. Và dưới cầu thang này chúng tôi đang để trống. Nếu như có nhu cầu sử dụng thêm để làm kho chứa đồ thì chúng ta làm bịt lại bằng gỗ, dạng gỗ công nghiệp thôi, giá cũng vừa tiền, sử dụng cũng được. Phần thi công trọn gói thì phần này chúng tôi không làm, chủ nhà sẽ làm xong. Mời các bạn cùng tham quan phía sau này nha. Căn nhà này khi thi công thì nó sẽ có công năng của tầng trệt là sân trước và mặt tiền kinh doanh, kế đến là phòng khách, cầu thang, bếp, đây là nhà vệ sinh, và sau này sẽ là sân phơi. Cái khổ nhà vệ sinh này là 1m4 nhân cho 2m1 nha các bạn, rộng rãi lắm, đã lắp đặt hết rồi. Ốp thì chúng tôi cũng ốp gọn gàng lên hết, và trên này cũng đóng thạch cao, thả đèn, cửa là cửa nhôm, đây là nhôm giả gỗ đó các bạn. Phía sau này sẽ có một cái sân phơi. Sân phơi này khoảng tầm độ 8m2, chiều sâu của nó được 2m, khổ nhà 4m là 8m2. Ở đây thì chúng tôi có lợp mái hết rồi, để vừa lấy sáng mà vừa khỏi bị mưa hắt. Đây là công năng của tầng 1 căn nhà này. Căn nhà này chúng tôi, như ban đầu tôi nói, là hoàn thiện là 3 tháng rưỡi đó các bạn, 3 tháng rưỡi. Giá trị hoàn thiện trên cái mét vuông là 5,5 triệu, đã hoàn thiện xong. Chỉ còn một số công đoạn là dậm vá lại, hoặc là những cái nó chưa hoàn thiện, chúng tôi làm xong là giao nhà luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng tham quan trên cái tầng 2 nha. Xin mời các bạn. I always be your captain. Đây là tầng 2 của căn nhà nè các bạn.
theo như những cái mẫu khác á, chúng tôi làm á, thì sẽ lấy ô sáng hoặc là làm giếng trời ở đây, nhưng mà anh chị này yêu cầu không có làm giếng trời. Vậy thì sẽ tận dụng cái khoảng không gian từ cái chỗ mé cầu thang này, mở cái cửa lùa các bạn, để lấy ánh sáng ban ngày, nhìn nó sáng, nó thoáng cái nhà lắm. Phần trên này thì sẽ có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Các bạn coi phía trên này trước nha. Đây là phần phòng thờ nè các bạn. Đây thì lan can kính cường lực chúng tôi chưa lắp đặt xong. Còn đây phòng thờ đây. Phòng thờ này vừa đủ rộng. Ở đây thì nếu như để cái tủ thờ ở đây khoảng tầm độ 1m6 là vừa. Tôi có làm thêm một cái kệ ở đây. Mình xây theo cái bức tường á, mình tạo cái kệ ở đây để chúng ta để đồ, nhiều khi nó cũng lợi thế lắm các bạn. Cũng là những cái gam màu trắng xám hiện đại và trần thạch cao đóng đơn giản. Tại vì anh chị chủ nhà này cũng còn trẻ nên anh không muốn cột kệ nhiều. Mé đằng sau phòng thờ này đó các bạn thì sẽ là phòng ngủ. Phòng ngủ khổ với cái hành lang này nè các bạn. Chúng tôi chừa là 1m. 1m thôi chứ không có chừa nhiều, tại vì để cho cái phòng ngủ quá rộng. Đây nè, đây là phòng ngủ nè các bạn nè. Kích thước phòng ngủ này là 3m nhân cho 3m rưỡi thôi các bạn. Được khoảng tầm độ 10m² ở cái phòng ngủ này. Nhà anh chị này có 4 người và 2 phòng sử dụng cho bé, 2 đứa con và 1 phòng cho vợ chồng. Ở đây đã được chúng tôi lắp đặt hệ thống đèn trang trí dễ thương và đóng trần thạch cao. Còn đây là cửa, là cửa sồi nè các bạn, gỗ sồi nha. Và phòng ngủ nào cũng có cửa sổ hết để tránh thoáng. Phòng ngủ cửa sổ làm bằng nhôm kính nè các bạn. Khi lên cầu thang thì chúng tôi sẽ đặt cái phần nhà vệ sinh ở đây, tại vì nhà phố chúng ta phải tận dụng không gian và đặt ở đây cho nó hợp lý hơn. Thứ nhất là nó không có bị đè lên bếp ở dưới, và nó thứ hai nữa là khi lưu thông và khi mà sử dụng các phòng với nhau thì nó tiện hơn. Đây, nó cỡ rộng rãi. Trên này thì còn phần rộng của chúng tôi là 1m3 thôi chứ không đến 1m4, và cái chiều sâu này nè thì nó đến 2m2. Kế tiếp là đây là 2 phòng ngủ. Đây là 1 phòng ngủ nè các bạn, cũng được ốp gạch sạch sẽ, trang trí thật cao đẹp, gỗ gỗ sồi. Đây cũng có cửa sổ lồng giống kính luôn. Và đây là phòng ngủ cuối cùng. Tận dụng cái hành lang này làm hết cái phòng ngủ luôn cho nó rộng. Có cửa sổ lấy ánh sáng, trang trí thật cao đóng lõm giật tầng đó các bạn, tạo những cái điểm nhấn bằng cái màu chỉ, cái màu ghi á. Phần gạch nền này chúng tôi xài cả dưới cả trên là giống nhau hết luôn. Là men này men đá nha các bạn nha, men đá và giả đá luôn, rất là dễ chịu. Nếu các bạn quan tâm thì hãy like, đăng ký kênh để theo dõi những cái video sắp tới. Sắp tới tôi sẽ chia sẻ cho các bạn xem những cái mẫu nhà cấp 4 mà chúng tôi xây trọn gói giá từ 300, 400 đến 500 triệu ở các tỉnh thành. Hy vọng các bạn sẽ đăng ký để xem những video mới nha. Đây là căn nhà mà chúng tôi xây dựng tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, với giá hoàn thiện là 5,5 triệu 1m², đã xong xuôi và chúng chuẩn bị bàn giao. Các bạn xem qua, nếu có góp ý chỗ nào thì hãy comment bên dưới video để chúng tôi tham khảo và làm cho nó đẹp hơn. Tại vì nhiều khi chúng tôi lấy những ý kiến của các bạn để làm cái nhà nó hoàn thiện cho khách hàng. Nếu các anh chị nào hoặc các bạn nào ở các tỉnh thành á, có nhu cầu muốn xây nhà trọn gói, hãy alo qua số hotline của chúng tôi để chúng tôi sẽ liên hệ, và nếu có duyên chúng ta sẽ hợp tác. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.